các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là MK Gaming đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Minecraft thử thách. Và ngày hôm nay thì mình sẽ vẫn tiếp tục là chuẩn bị cho chúng ta một số đồ đạc cần thiết để những cái tập sau này chúng ta sẽ thực hiện toàn bộ là thử thách luôn. Và mình đang đứng đây farm và chúng ta cũng được khá level. Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định là chúng ta sẽ làm hai thứ. Đó là một cái cúp này Extreme Pickaxe. Đây, cái cúp này thì làm khá đơn giản. Magma Cream thì ở trong tập trước mình đã kiếm được hình như là hai cục. Cục Block Diamond thì rất là đơn giản luôn, không có gì phải khó. Và ngày hôm nay mình sẽ làm thêm một cái bàn Enchant nữa. Đó là cái bàn Enchant này. Đó, được upgrade từ cái bàn Enchant cũ lên. Và chúng ta sẽ cần khá là nhiều hắc diện thạch. Hắc diện thạch thì cũng khá là đơn giản thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái cúp trước. Và chúng ta sẽ sử dụng cái cúp để đi đào hắc diện thạch. Thì bây giờ mình sẽ quay trở về nhà và chúng ta sẽ bắt đầu làm việc nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Thì trong tập trước đây mình có sẵn đây rất là hơn là chúng ta kiếm được hai cục magma cúp. Và chúng ta sẽ có tầm 3 block kim cương thì tầm 27 cục. Đó. Kim cương thì chúng ta không có thiếu đâu các bạn. Đây, chúng ta sẽ làm như thế này và cái cán là bằng đó. Tuyệt vời chưa? Cây này thì độ bền lên thôi. Cái ách tắc đam của nó tới 12 luôn là chúng ta có thể sử dụng nó thay kiếm luôn rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi xuống dưới và gọi là đào bới một ít hắc diện thạch. Chúng ta sẽ cần khá nhiều chứ không phải một ít đâu, khá nhiều đấy, là tầm mình cũng không biết bao nhiêu nhưng mà rất là nhiều. Tại vì chúng ta sẽ cần để một là xây dựng, hai là còn phải làm bàn chế tạo, rồi mình còn phải làm để mình tính thử coi chúng ta sẽ cần 4 cục 6 cục, chúng ta sẽ cần 6 cục và cần cái mình thấy con mắt Ender là có vẻ là khó kiếm nhất. Thì chắc là chúng ta sẽ kiếm mắt Ender sau. Mắt Ender có vẻ là khó kiếm nhất. Và chắc là trong đêm chúng ta sẽ cần phải đi tìm những con Ender và giết tụi nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. Và quan trọng là chúng ta sẽ đào hắc diện thạch. Mình đã đến chỗ này rồi. Thì chúng ta đào bằng cái cây cúp này không biết nó có nhanh không. Nhưng mà mình thấy có vẻ nó cũng không nhanh lắm đâu. Bình thường thôi. Thì cái này hình như cũng chưa cường hóa cho nên nó cũng khá là chậm. Thì chúng ta sẽ cần tầm 6 cục hắc diện thạch. Hy vọng là chúng ta đào đoạn này ra là đủ. Hình như là dư rồi đó. 3 là 6 rồi nè. Ok, chúng ta có đủ 6 cục rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi lên trên. Đây cũng khá là gần. Đây. Chúng ta sẽ cần phải bay lên trên để làm một cái bàn cường hóa. Thì mình như mình chỉ thiếu là da bò thôi thì phải. Thì sử dụng cái hệ thống này bay nó khá là ồn các bạn à. Nó cứ vù ồn vãi ra. Và chúng ta vẫn còn hai cái da bò nè. Và mình có rất là nhiều mía cho nên chúng ta chỉ việc làm mấy quyển sách thôi, một quyển thì phải. Đó, một quyển sách thì cần một cái da bò thôi, một quyển sách và hai cục kim cương. Đâu đúng không? Để mình nhớ coi có đúng không. Đó, và hình như bảng 1.7 này hình như chúng ta cường hóa chúng ta không cần vẫn cần hả? Chúng ta vẫn cần phải có mấy cái kệ sách ta. Thì mấy kệ sách thì chúng ta chỉ việc đi săn bò thôi, cũng không có khó lắm đâu. Thì tầm mười mấy da bò thì chúng ta đi săn được. Và mình sẽ gọi là chúng ta sẽ không phải là mình mà chúng ta sẽ cần phải kiếm một con mắt, một cái lông thì quá là đơn giản luôn. Còn cái cục túi mực, một cái lông đây, một quyển sách và túi mực. Thì chúng ta sẽ đi xuống dưới biển giết mấy con mực nào, rất là đơn giản đó. Và chúng ta sẽ cần cái gì nữa để mình xem coi. Túi mực ok, đi ra bay thẳng xuống biển giết cái con mực nào. Mấy con mực ở dưới biển nhiều lắm. Dưới đây là đó, các bạn đã thấy. Chúng ta sẽ tháo dép ra cho nó rớt cho nó nhanh và đeo vào. Bay dưới nước được không? Vẫn được. Đó, phải overkill luôn rồi các bạn. Lượm lại nào. Đó, rồi chúng ta đã có đủ rồi. Quay về thôi. Và chúng ta sẽ làm một cái quyển sách mà có thể ghi được. Quyển sách này có thể ghi được. Đó, chúng ta có thể ghi vào đây được. Nhưng mà thời thì chúng ta chưa cần phải ghi đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cần có con mắt Ender. Thì con mắt Ender cái này có thể kiếm ở đâu được không? Không biết mình có cục
ngọc Ender nào không ta? Mình có cục ngọc Ender nào trong người không? Không có, thì vậy chúng ta phải chờ đợi vào buổi đêm rồi. Chờ đợi vào đêm, và bây giờ mình sẽ cần phải đi lấy một ít mía vàng về chúng ta làm mấy cục vàng, tại vì chúng ta đang hết vàng rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đợi tới đêm. Tới đêm chúng ta sẽ cùng nhau đi săn những cái con Enderman nhé. Và chúng ta cũng trong thời gian này chúng ta nên đi săn bò. Đúng rồi. Chúng ta sẽ cần khá là nhiều kệ sắt đấy. Đúng không? Chính xác rồi đó, chúng ta sẽ cần khá là nhiều kệ sắt cho nên chúng ta nên đi farm bò. Đó, chúng ta nên bay hướng này, đi qua bên mấy cái đồng bằng thì bò nó sẽ nhiều hơn. Cùng nhau đi kiếm một ít nào. Con này bay thì bay nhanh đó, nhưng mà lúc mà nó hạ thì hạ lâu lắm. Đó, mình kiểu nó hạ cánh rất là lâu các bạn. Hãy cho tôi nhìn thấy những con bò. Không phải bò. Yeah, chúng ta đã nhìn thấy những con bò rồi các bạn ơi. Đó, có rất là nhiều bò luôn. Và mình, cây này tới 6.000 mấy độ bền. Là bạn biết nó cỡ nào đó, tí nữa chúng ta cường hóa lên nữa thì nó bá đạo. Chúng ta sẽ đi xuống và giết tụi nó nào. What the heck? Tại sao chúng ta có thể chết được? Mình chỉ mới tháo ra có một xíu thôi mà. Ghê thiệt. What the heck? Vậy là chúng ta đã mất gần như là toàn bộ kinh nghiệm. What? What? Không thể tin được. Đợt, xui vãi. Ok, ô. Cái đồ bay của mình đâu rồi? Ồ. Cái đồ bay của mình đâu rồi ta? Để mình F3 cộng nút B lên chúng ta kiếm cái áo bay của chúng ta coi. Tại sao? À đây, đây, đây. Tại sao nó vẫn... Hình như mình lấy ra trong cái lúc mà nó đang hạ xuống thì nó chết, nó sẽ bị mất luôn à. Vậy là chúng ta đã mất luôn cái áo bay rồi, vậy chúng ta còn phải đi xuống dưới địa ngục để làm lại. Nói chung là cần phải kiếm lại cái que lửa để chúng ta làm lại cái áo bay của chúng ta. Ok, bây giờ mình sẽ giết hết mấy con bò đi. Trời đêm rồi nè, chúng ta sẽ đi kiếm Enderman luôn. Nhưng mà Enderman thường thì nó không xuất hiện ở đây đâu. Nó xuất hiện ở ở tầm cái chỗ mà ở đây. Ở đây có cục gì? Rất có thể là ở đây có cái áo bay của mình. Hy vọng là có cái áo bay. Vẫn không phải bạn ơi. Cái áo bay của mình nó đã đi theo gọi là tiếng gọi của con tim rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi kiếm một con Enderman và tiêu diệt nó. Đó đó đó, kìa. Yeah, chúng ta đã tìm thấy Enderman rồi và mình sẽ phải chiến đấu với nó. Chúng ta rất là mạnh, cái cúp này chúng ta rất là mạnh. Nhìn thẳng vào mặt nó. Quýnh rồi. Mày đâu vậy? Hãy tới đây nào, chiến đấu như gọi là như một anh hùng nào, đừng có gọi là te le đi. Hy vọng là nó cho mình, nó sẽ cho mình cục ngọc Ender. Chạy qua gì? Yeah, nó cho mình một cục ngọc Ender rồi bạn ơi, rất là tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã có đủ số lượng ngọc Ender rồi đó. Gõ đầu này nè, đó. Chúng ta sẽ quay trở về nhà thôi. Tại vì chúng ta đã mất cái cánh rồi, chúng ta không bay được. Thì mình sẽ quay trở về nhà và đi xuống địa ngục. Chúng ta sẽ cùng nhau kiếm cái... Hình như mình ở nhà mình vẫn còn que lửa ấy, để mình về nhà mình xem thôi nha. Và mình đã trở về đây. Và trong tay chúng ta còn một cái que lửa. Và mình sẽ ưu tiên là chúng ta sẽ làm cái bàn cường hóa trước. Rồi sau đó mình sẽ đi... xuống dưới địa ngục để kiếm, gọi là kiếm cái gì ta, gọi là kiếm cái
que lửa sau. Chúng ta thử đặt xuống coi. Khi mà bạn bỏ này vô nè, bạn có thể kéo efficiency. Đó, nó yêu cầu 8 level. Enrich efficiency cấp độ. Enriching các thứ. Đó. Vanilla. Thôi, đừng. Mod nó hay hơn. Đó, thì chúng ta. Thì bây giờ cái có bàn cường hóa này rồi, chúng ta không cần phải gọi là sao ta, chúng ta không cần phải làm những cái tủ sách, và mình sẽ làm một nơi để làm nghi thức gọi là cường hóa đồ, và mình sẽ kiếm một nơi nào đó, và trước khi kiếm một nơi đó thì mình sẽ đi xuống dưới địa ngục để săn mấy con quỷ lửa cũng như là đi farm thêm level, và chúng ta sẽ quay trở lại khi mình có tầm 40 50 level và có lại cái áo bay nhá. Và hiện tại mình đã gọi là đi farm qua bên kia farm và đi xuống dưới địa ngục đã lấy lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cường hóa cái vũ khí của chúng ta. Max in gen level 10. Vậy là có thể là chúng ta sẽ cần phải có mía rồi các bạn, và mình cũng có đi săn thêm một ít con bò nữa, mà không biết có đủ cái số lượng kệ sách không, tại vì chúng ta sẽ cần khoảng tầm 30 30 30 10 cái kệ sách thì tầm khoảng 30 cái da bò, mà mình còn có tầm mười mấy cái thôi thì không biết có đủ không. Thì chắc là mình sẽ còn phải đi săn thêm một số con bò ở phía bên kia. Sau khi săn xong thì mình sẽ quay trở về để chúng ta làm những cái kệ sách nhé. Mình nghĩ là như vậy á, tại vì ở đây nó không có kéo được nè, nó không có kéo được cái Enriching, nó chỉ kéo được hai thôi. Mình nghĩ là no no bút cây à, bút bút đó, bút sale á, mình nghĩ là nó còn bút sale các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta mình sẽ đi săn một số con bò. Thì trong chuồng chúng ta chỉ mới có 4 con thôi, nó ít lắm, không có đủ để chúng ta có thể săn được đâu. Sẵn tiện thì chúng ta cũng sẽ đi kiếm một cái vùng nào đó đẹp đẹp và thử coi có cái gì hay ho không nhé. Nếu có gì hay thì mình sẽ quay trở lại, còn không thì chúng ta cứ đi thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn khi mình kiếm đủ cái số lượng da bò các thứ các kiểu, và mình sẽ cho nó bay thấp 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 xuống, chúng ta sẽ dễ nhìn thấy cái lũ thú hơn. Và khi đang bay thì mình phát hiện được một cái khu mỏ bỏ hoang các bạn ơi, và ở trên này có khá là nhiều khoáng sản, mình chỉ cần sắt thôi, tại vì sắt mình chưa có trồng mía, thì vài bữa nữa mình trồng mía sắt thì lúc đó chả cần cái gì nữa. Tạm thời chúng ta cứ lấy đi ha, tại vì có khá là nhiều, không lấy thì ổn. Mình sẽ đào hết cái đống sắt này và sau đó chúng ta sẽ đi khám phá cái khu mỏ bỏ hoang thử coi chúng ta có cái gì gọi là hấp dẫn không. Cái này mình đặt cái này vô cục này đi. Nước non chảy cái gì mà từa lưa hột dưa quá. Không biết cái bảng này mình có thể lấy được cái tơ nhện mà đóng khối về không ta, chả biết nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thử coi cái hầm mỏ bỏ hoang này có cái gì. Và khi vào đây thì chắc là mình sẽ chỉ cần sử dụng cái này thôi, sử dụng cái giáp thường thôi. Đó, có sắt nhiều nè. Thì cái cây này đào cũng khá là nhanh rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nó nhanh hơn chút, cho nên mình muốn có nó có được cái dòng hiệu hiệu suất năm, và mình phải cố gắng đạt được điều đó trong tập này. Để những cái tập sau chúng ta chỉ việc gọi là gì ta, sử dụng nó thôi, sử dụng nó như mục đích làm những cái thử thách của các bạn đề ra. Thì mày đã gọi là tập thứ ba mà mình không thực hiện thử thách rồi, nhưng mà mình nói chung là mình cũng muốn giới thiệu cho bạn những cái mod hay để các bạn có thể sử dụng. Và mình nói luôn là trong cứ bốn hai tập cứ hai tập thì mình sẽ up up lại link mod một lần, tức là cứ tập hồi bữa mình up tập 2 đúng không, thì khoảng tập 4 mình sẽ up lại và tập 6 mình sẽ up lại. Đó, tức là mình sẽ cập nhật cái link mod để cho các bạn lúc nào cũng cập nhật được cái mod mới nhất từ mình ấy. Đó, đó thì sẽ dễ hơn cho các bạn đó muốn chơi theo mình, muốn chơi theo. Đây là mod mình tự tổng hợp lại từ các nguồn khác nhau, nói chung là vào tùy vào mục đích của mình. Và chắc là mình sẽ gắn cái cây này là cây gọi là cái gì ta, gia tài, không gắn cái dòng mềm mại đâu, tại vì cái dòng mềm mại chúng ta chưa cần lắm đâu, mình chỉ cần dòng gia tài thôi, tại vì chúng ta cần gia tài để nhân đôi mấy cái khoáng sản đồ cái thứ này ngon hơn ấy. Tại vì mềm mại thì nó cũng tiện nhưng mà mình chưa cần, tại vì có những cái thứ chúng ta có thể sử dụng
gì vậy ta? Đó, như cái len này nè, bạn có thể phá cái len này được bằng bằng cái gì? Bằng cái nước, cái len lúc nãy á, các bạn có thể phá được bằng nước. Đó, đó là một cũng là một cái mẹo đó bạn. Vậy làm sao tôi có thể lên được đây? Tự nhiên cái ở đây xuất hiện cái lava vô duyên quá vậy ta. Đó, ở đây hình như mình nghĩ là sẽ có spawner của con nhện. Thông thường là như vậy, thông thường rất là nhiều luôn. 9 cái hết 10 cái là có rồi. Lúc nào trong cái hầm mỏ bỏ hoang cũng có gọi là cái này, nhưng mà cái này nó không có giống như cái kia, bấm chuột phải để cắm đuốc thì nó sẽ hay hơn. Thường thì mình chỉ thấy hình như những cái này nó không có rương các bạn ơi. Ở trong bản 1.7 thì hình như nó hơi cũ sao đó, nó không có rương. Mình đi kiếm mấy cái rương để mở thì cũng không có, giống như ở ở bên kia mình có tìm thử mấy cái rương ở trong cái gì đó mình đi đó, mà nó cũng không có rương để mở trong dưới địa ngục ấy, cái tòa thành dưới địa ngục nó cũng không có rương luôn, cũng chả biết tại sao. Ồ, đây khá nhiều sắt các bạn, chúng mình đang gọi là khan hiếm cái số lượng sắt nữa, ta quất thôi. Đó. Rồi. Lấy hết cái này rồi, cái này nó có sỏi nữa. Đơn giản, sỏi thì chúng ta chỉ việc sử dụng gọi là cái gì? Xẻng thôi. Ồ, có lưu ly nè bạn. Lấy lưu ly luôn. Thì hiện tại mình đang ở tầng 29 thì chắc không có kim cương rồi. Nhưng mà có lưu ly thì chúng ta cứ lấy. Thì đa số những cái quặng mới thì nó không có đào ra được ra cục luôn á, giống như như đào than ra than á, nó chỉ ra những cái quặng thôi, chúng ta phải về nấu lại. Thì trong thời gian sắp tới mình sẽ kiếm cái cách nào đó để chúng ta nhân đôi những cái quặng lên. Đó thì lúc đó ta sẽ lời hơn rất là nhiều thay vì chỉ nấu như thế này thôi. À, như mình đi hơi xa cái mục tiêu của mình, mình phải đi kiếm cái con bò. Mình cứ đi chui dưới này. À, cái vàng cũng không cần lắm luôn. Ok thôi mình đi kiếm mấy con bò tiếp tục đây, có gì hấp dẫn chúng ta sẽ quay trở lại tiếp nha. Mình đã quay trở về rồi đây, và chúng ta kiếm được 41 cái da và hơn một stack thịt các bạn à. Mình đã đi rất là nhiều luôn. Đợt đi ra ngoài đây bạn mới thấy được bản đồ đó. Mình đã đi nè, đi một một vòng xuống khu vực này, vòng qua đoạn ở đoạn này cũng khá là nhiều bò và mình cũng đã giết hết tụi nó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm đó là 10 cái kệ sắt. 10 cái kệ sắt, 63, 21. 10 cái kệ sắt là 30 quyển đúng không? 10, 16, 20, 20 với lại 10 là 30. Ủa, không đủ sách, không đủ sách. Hơi không đủ giấy chứ không phải là không đủ sách. 9, đó, 30 quyển. Và chúng ta sẽ cần phải nấu hết cái đống sắt này. Mình đào khá là nhiều sắt. Lấy ra bớt nó một stack nè, lấy ra bỏ cục này vô. Ok, còn những cái quặng này thì từ từ nấu cũng được không sao cả. Đấy, và bây giờ chúng ta đang có là 10 quyển và chúng ta sẽ cần khá là nhiều gỗ. Đây không biết là gỗ như này mình có đủ không. Ôi, bên này cả tá gỗ này bạn. 10 10 10 kệ sách thì tầm 10 10 cái là đủ rồi nè. Đó, 10 kệ sách. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần một nơi để làm một cái bàn gọi là cường hóa, thật là một cái chỗ cường hóa thật là vĩ đại, và đây chính là nơi này. Khu vực này chúng ta sẽ để bàn cường hóa ở đây và mình phải dọn hết khu vực này đi đó các bạn à. Đó, khu vực này chúng ta sẽ tầm lấy tầm cái tầng tầm tầng này cũng được. Mình sẽ làm một cái chỗ gọi là để cường hóa đồ ở đây. Thì trước khi mà cường hóa đồ ở đây thì chúng ta sẽ cần gọi là cần phải đặt cái bàn xuống. Không được,
tại vì chúng ta chưa gọi là chưa có mềm mại, nó đập xuống mất gỗ. Mất gỗ thì cũng không sao, mình sẽ cần phải cường hóa đồ để nó mạnh mạnh lên rồi chúng ta mới mới làm việc nhanh nhẹn được. 1 2 3 ấy 1 2 3 đặt ở đây mới đúng, hình như là vẫn chưa đủ. Efficiency 5 rồi nè các bạn. Engine lever và fortune. Fortune xui xẻo thiệt chứ. Ok, chúng ta sẽ làm lại một cái bàn chế tạo ở đây, mình nãy mình đặt nhầm. Chúng ta chưa đủ gỗ. Đủ rồi nè. 1 2. Đó. 1 2 3 đặt cục ở đây coi. Hy vọng là 10 quyển, 10 cái kệ là đã đủ rồi. Fortune 3. Ok, thì efficiency 4. Efficiency. Bây giờ chúng ta làm efficiency 4 trước. Được không? Efficiency 4 in gen thì efficiency 5 chứ, bỏ vô và kéo fortune 3. Đó, vẫn được mà. Và kéo enriching 3 in gen. Yeah. Bây giờ chúng ta có cái cúp khá là bá cháy. Gõ nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi. Ở đây là bàn khu vực bàn chế tạo rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đào một đống hắc nhiễm thạch. Chúng ta sẽ cần khá là nhiều hắc nhiễm thạch đấy. Và khi chúng ta đào xong thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại nha. Tại là mình mới vừa đào xong cái khu vực này các bạn. Đó, đào được khoảng tầm một hơn một stack hắc nhiễm thạch. Và cái rìu của chúng ta nó cũng không có hư nhiều lắm. Tại vì cái ở phiên bản 1.7 này á, khi mà bạn có enriching thì nó rất là bền. Mình chắc một điều luôn, có điều rìu chúng ta đào những cái quặng này rất là nhanh, đá rồi rất là nhanh, nhưng mà nó lại đào không nhanh ở hắc diện thạch, cho nên mình tốn nãy giờ khoảng tầm 15 phút để mình đào cái đống hắc diện thạch đó. Bây giờ chúng ta tầm nhiêu này là chắc là đủ rồi đó, thì bây giờ mình sẽ quay trở về nhà để chúng ta bắt đầu nha. À, hình như 1.7 vẫn có cái vùng đất sét, thì mình sẽ đi kiếm cái vùng đất sét luôn, để chúng ta tới đó, chúng ta... Ủa, ở đâu vậy? Ai bắn vậy? Và tới đó chúng ta sẽ cần sử dụng một số cái cục đất sét để mình trang trí thôi. Nhưng mà không biết là có cần không. Ok, để mình coi đi, nếu cần thì mình sẽ lấy, còn không thì thôi nha. Ok, sau một hồi gọi là tính toán và dọn dẹp thì mình mới thấy là cái số lượng gọi là đó, mình đã đào ra một khu này và cái, mình mới thấy là cái số lượng hắc diện thạch của mình nó không có đủ để mình làm một cái bàn chế tạo mà size lớn, cho nên vì đây là Minecraft thử thách sinh tồn và mình muốn trang trí cho cái thử thách của mình nó đẹp, cái thế giới mình nó đẹp, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ sáng tạo và mình sẽ xây một cái bàn cường hóa cực bự nha các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ vẫn ủng hộ mình cũng như là like và share cũng như là đặt thử thách cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ làm đây. Các bạn hãy đợi đấy, mình sẽ làm ngay đây. Bình tĩnh.
Và hiện tại mình đã làm xong cái bàn chế tạo mát xài, các bạn thấy rất là bự. Và bây giờ chúng ta sẽ cần làm một cái đường đi lên, và mình đã lựa được những cái block ở đây, có khá là nhiều cái block nó rất là đẹp bạn. Thì mình sẽ sử dụng mấy cái màu xanh xanh này, chắc là sử dụng màu xanh màu tím gì đó để chúng ta làm xây dựng, xây hoặc là sử dụng mấy cái màu này, tại vì cái này mình không có làm, không có chọn cái địa hình là biome of plenty, cho nên nó không có được, nó không có đủ cái số lượng để chúng ta gọi là lấy được, thì mình phải mod chết ra thôi, game mod 1 mới lấy được. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ra nha. Ok, và chúng ta sẽ sử dụng là Magic Wood, thì nhìn nó cũng khá là u ám mà mình cũng không không thích lắm. Wood hoặc chúng ta sử dụng cái màu nào mà nó đen đen giống như cái màu của đó, cái này cũng được nè. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái này đó, và chúng ta sẽ dẫn cái đường đi ra, dẫn cái đường đi xuống dưới đây, và sẽ làm một cái đường đi lên nhìn cho nó hoành tráng nào. Ở đây đó, như thế này, thì chúng ta sẽ đập cái khu vực này ra một tí, tại vì ở đây nó có tuyết nè các bạn, cho nên đập nó hơi lâu đó. Rồi tiếp tục coi, đó như thế này đấy. Và ở khu vực này thì chúng ta sẽ ốp cái phiến vô để cho nó đảm bảo là chúng ta có cái đường đi. Đó, đập hết những cái cục này ra đi, chúng ta sẽ thay bằng toàn bộ là đất gút luôn. Đó, nhìn cũng khá là đẹp ấy chứ. Và ở trong này mình sẽ thay luôn. Đó, đó, ở đây mình cũng sẽ thay, chúng ta sẽ làm cái đường đi bằng cái loại gỗ này mà, cho nên chúng ta phải thay đổi. Ở đây phải làm cái gỗ này, và chúng ta không được, không được, chúng ta phải làm cái thềm như thế này thì mới đi lên được, chứ còn làm cái thềm kiểu kia thì chúng ta sẽ không có đi lên được đó bạn. Đó, thế này. Đó. Và ra như thế này. Rồi ở đây. Đó. Rồi, tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ làm tiếp những cái đường đi, nói chung là làm cái cầu thang để đi lên nè. Đó, đi từ đây đi lên. Đi vô đây thì chắc là chúng ta sẽ sử dụng slab ở đây. Và ở đây là đặt không, đặt cầu thang ở đây sẽ đẹp hơn ấy. Đó, thế này, đi vô. Ở trong này mình cũng đã làm lại rồi, chúng ta sẽ có bốn cái bàn chế tạo ở đây. Và có những cái kệ sách thì mình cũng chưa test thử nó có đủ không. Nhưng mà hên xui đi, mình hy vọng là nó sẽ đủ cái level. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ ốp một cái phiến nữa là xong. Đấy. Thì ở đây chúng ta đã có được cái đường đi rồi. Và Magic. Và này là đất 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 gút, thì chúng ta sẽ trồng luôn cái cây này ở những cái vị trí này thử coi. Bon. Hy vọng là nó sẽ cây này đẹp. Ồ. Khá là đẹp luôn các bạn. Ồ, cái cây này cao và đẹp vãi. Ok, chúng ta sẽ trồng thêm một số cây nữa ở khu vực này chẳng hạn. Tại vì nó bị che các bạn à, bị che cho nên nó cũng hơi khó, nó hơi khó mọc. Đấy. Ở đây nhìn có vẻ u ám rồi đó, và chúng ta sẽ cần những cây đuốc. Đó, chúng ta sẽ cần những cây đuốc ở cắm thắp sáng khu vực này lên, thắp sáng niềm tin của khu vực này lên. Xung quanh đây để đảm bảo là không sẽ không có quái ở đây. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã có chỗ chế tạo các thứ rồi nè, thì không có sợ là phải không có đồ để cường hóa nữa. Bây giờ chỉ việc level thì cũng đã có chỗ để farm rồi, và cũng có một cái đường đi rất là đẹp luôn. Và lên đây chúng ta sẽ trồng thêm một cái cây ở bên này nữa đi, không biết nó có lên được không. Đó, vẫn lên đó bạn. Đó, đi vào đây có bàn cường hóa chế tạo các thứ, thì trên này nó hơi tối, có thể là mình sẽ ghim ở hai góc chẳng hạn đó cho nó sáng lên, hoặc là do mình xài shader nên nó tối. Đấy, nhìn đẹp rồi đó, quá tuyệt vời luôn. Đây là bàn chế tạo massage. Đây nhìn mặt hài hài vậy. Hài
hai vải. Ok, thì đây ngày hôm nay chúng ta đã làm được cái bàn chế tạo cũng như là nâng cấp được cái cúp gọi là siêu xịn của chúng ta lên. Thì nếu như các bạn cảm thấy thích cái series này thì đừng quên like và comment ý kiến của bạn. Ngoài ra nhớ đặt thử thách cho mình cũng như là đặt thử thách đúng rồi, đặt thử thách cho mình và like những cái thử thách mà các bạn cảm thấy hay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.